Trong video clip ngày hôm nay sẽ là một video clip giải thích về cái thiết bị mà mình đeo trên đầu của mình để quay những thước phim đá banh VV góc nhìn thứ nhất. Rất là nhiều anh em hỏi trên YouTube, hỏi trên fanpage mình về cái thiết bị đó mà mình chưa trả lời, thì hôm nay mình giải đáp cho anh em luôn. Đó là chiếc máy quay Insta 360 Go 2 được bán tại HT Camera và được phân phối bởi Era Digital tại Việt Nam nha anh em ha. Thì con này có giá là 7,5 triệu. Mọi người hay hỏi là sao quay không thấy chân mà mau hết pin quá, thì chia sẻ chân thành luôn là tại vì cái con này nó kích cỡ nhỏ thế này thì cái pin của nó chắc chắn là sẽ không thể quay dài nguyên trận đấu được, nó chỉ có thể quay được trong khoảng 15 đến 20 phút thôi. Mà mình đang quay ở chế độ video thông thường. Chế độ video thông thường thì nó sẽ cho một cái góc quay mà không quá rộng. Còn nếu mà mình chuyển qua chế độ quay video pro thì sẽ được cái góc 180 độ, sẽ thấy cả chân và thấy cả phía trên luôn, rất là rộng luôn. Nhưng mà bữa giờ mình chưa có sử dụng cái chế độ quay pro đó, tại vì mình rất là sợ hết pin trong lúc thi đấu. Đó, hết pin phải cắm vô đây sạc nè, nó có cái đốc sạc rời vậy luôn. Đó, bây giờ để đáp ứng được cái nhu cầu cho mọi người xem muốn thấy chân thì mình sẽ phải mua thêm một con nữa, 7,5 triệu nữa. Đó, thì mua thêm con nữa đáp ứng nhu cầu cho anh em xem có thể thấy cái góc nó rộng hơn, đã hơn, thoải mái hơn và sẽ không có tình trạng hết pin giống như mọi khi mình hay quay nữa nha. Rồi, ok, thì anh em cùng theo chân mình đi mua chiếc máy quay này nha. Wow, trời mới mưa xong. Một cơn mưa tầm tã vừa ngang qua đây. Và bây giờ mình đang ở HT Camera 176 Trần Đạo, Nguyễn Cư Chinh, quận 1 ha. Ồ, có một cái cờ rất là đẹp đây luôn. Và mình đang sử dụng nó luôn đó. Anh em thấy chứ hả? Ok. Sẵn khoe luôn cái điện thoại. Em tìm mua con Insta 360 Go 2 ạ. Dạ. Wow, đầy bán nhiều đồ nữa. Nhìn sơ sơ xem nào. Chân máy này, gimbal này, ống nhòm này, phụ kiện các kiểu này, đầy đủ cho các anh em làm phim luôn nha. Ở chuyên mình ở đây là bán về sản phẩm gì ta? Bên chị chuyên bán camera hành trình. Hành trình. Em thấy ở đây hay chứ? GoPro. Có bán xe đạp điện nữa. Dạ, yeah, quá dữ luôn, con này gấu dữ. Dạ. Yeah. Đi du lịch bằng xe hơi á. Dạ. Yeah. Trường hợp ấy, mình đi vô mấy cái hẻm nhỏ. Dạ. Yeah. Con người nhỏ thì mình sử dụng cái này. Ok. Còn nhiều phụ kiện đây. Cái đó anh chị là đánh mất. Anh chị bên kia là mất. Và đây là các sản phẩm hỗ trợ cho việc lấy âm thanh. Wow, đây là quang cảnh trong HT Camera nha. Anh Minh là anh chủ shop, cũng có làm một kênh YouTube tên HT Camera luôn. Anh em có thể lên xem kênh YouTube của anh mình nha. Và anh em muốn mua online sản phẩm Insta Go 2 này mình đang mua ở đây thì có thể dưới phần mô tả luôn có link của fanpage và website. Anh em có thể vào để nhận được cái tư vấn và mua sản phẩm nha. Giờ thì thanh toán tiền cái đã. Đó, sau khi mình thanh toán xong rồi thì giờ chị mở hộp cho mình xem máy nè. Cắt lụa quá, chắc là ngày nào cũng cắt đây. Okay. Khui thường xuyên ngày khui. Bữa giờ khui con gì nhiều nhất chị? Chị hả? Đa số con nào cũng khui GoPro hay là Insta 360. Dạ. Bé nó cũng đều đều nha. Dạ. Đây là hộp của nó. Ồ, quá đã. Dạ. Giờ nó có cái dây ở bên trong. Dạ. Ở đây là cái gì chị? Cái này là nhà phân phối của nó ở Việt Nam á. Era Digital Việt Nam. Đúng rồi. Dạ. Quá hay, anh em mua để ý nha. Đây nhà phân phối của Insta 360 Go 2 tại Việt Nam nha anh em. Ok. Đó. Một cọng dây đeo trước ngực. Mình đeo vào cổ xong rồi. Đó, ịnh lên, dính. Đúng rồi. Quá dữ. Đây, đây là những phụ kiện của nó. Dạ. Yeah. Đây là cái ốc sạc. Ha. Ồ, bỏ vào đốc sạc luôn. Quá đã.
Rồi, mình còn gì nữa ta? Cáp sạc. Đây là cái cục mình hay đeo lên trên đầu á. Ở đây mình đeo băng thun vào xong ịn lên. Ok. Và một cái này nó có thể xài rồi nên quá quen, này có thể đó, dán ở mặt bàn dính à, chưa lột ra. Đây, em lột luôn. Ịn mặt bàn. Đó, thấy chưa? Ở trên này nó có một cái len nữa nè, phui siêu luôn. Được không? Được không? Ôi dính chắc là cái gì? Gỡ không ra luôn. Ok, gỡ ra rồi. Sau khi gỡ ra xong thì mình có cái này để mình đóng lại. Ok, quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Theo mình thấy thì đây là một chiếc máy khá nhỏ nhưng nội công thì vô cùng thâm hậu. Rồi, giờ chắc làm tấm hình với con này ở đây nữa rồi về nha. Chị chụp giùm em nha. Vậy là mình đã mua thêm một con Insta 360 Go 2 của nhà phân phối Hera Digital, được bán tại HC Camera nha. Anh em nào muốn mua con giống vậy thì có thể tới địa chỉ mình để dưới phần mô tả hoặc là website của HC Camera. Giờ thì ra sân với con máy mới này thôi. Và bây giờ mình đã lên sân kiếm đại một kèo nào đó đá đại để thử cái chế độ quay mới Pro Video Mode cho anh em cùng xem nhé. Let's go. Cho tao đi đi, bỏ đi, cho tao đi đi. Cho tao đi đi, tao muốn làm gì tao làm. Cho tao đi. Đi vô làm chi, đó cho tao rẻ, tao muốn làm gì tao làm. Ủa tay. Trời ơi. Hay quá. Yeah. Gót nè, nè đây đây. Rồi làm gì? Ôi. Đảo gì coi coi. Giờ đế qua thay luôn. Thank you.
Okay. No. Gotta take. Thôi. Thay đi, thay đi. Thay, thay, mệt rồi. Tốt chim. Nè chim. Đuổi 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 đuổi. Đâu? Chim chim chim. Tốt hơn. Không ăn được. Nhét. Tay à chim. Đó. Đâu em, cái nữa. Đây lũ lũ lũ. Đi đi em đi đi. Đi đi. Đi. Ây da. Mình luôn đi đâu anh? Mình luôn lấy cho mình trước mà. Ây da. Mình luôn đi đâu anh? Mình luôn lấy cho mình trước mà. Banh vậy mà kia không có gì, may mà mình có va đó. Không mạnh lên ta. Đây nè, tên trên trên hán. Ok ok ok. Và video clip đến đây là kết thúc rồi. Anh em nào muốn mua chiếc Insta 360 Go 2 được phân phối bởi Era Digital thì cứ liên hệ với HT Camera mình để dưới phần mô tả nha. Nhớ like, đăng ký kênh và mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.